Thưa quý vị, thị trường làm đẹp tại Việt Nam đang phát triển với tốc độ thần tốc. Theo lượng thống kê thì mỗi năm nước ta lại có thêm khoảng 2.000 đơn vị kinh doanh spa, thẩm mỹ viện được mở ra. Việc tự mở spa đã trở thành xu hướng phổ biến. Các spa, thẩm mỹ viện thành công thường có dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp riêng. Và để giúp các doanh nghiệp lĩnh vực sức khỏe, sắc đẹp có thể tiết kiệm tối đa nguồn lực cho việc phát triển thương hiệu mỹ phẩm, ngành công nghiệp gia công mỹ phẩm đã ra đời. Theo báo cáo của Betrick, doanh thu ngành hàng mỹ phẩm trên các sàn thương mại điện tử năm 2023 đã tăng 74% so với năm 2022. Trong đó, nhiều thương hiệu mỹ phẩm nội địa tăng trưởng vượt trội và được người tiêu dùng lựa chọn. Điều đó đánh dấu sự phát triển đáng kể của các thương hiệu Việt Nam trong công cuộc cạnh tranh thị trường với các thương hiệu làm đẹp quốc tế. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và gia công các dòng mỹ phẩm độc quyền, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Tipicos tự hào trở thành đối tác của nhiều doanh nghiệp lĩnh vực chăm sóc làm đẹp trên thị trường Đông Nam Á, chuyên cung cấp các giải pháp toàn diện từ gia công mỹ phẩm trọn gói OEM, ODM. Tipicos hướng tới mục tiêu trở thành một trong những công ty hàng đầu trong ngành sản xuất và gia công mỹ phẩm tại Việt Nam. Không chỉ đáp ứng nhu cầu làm đẹp của khách hàng mà còn tạo ra những thương hiệu hàng đầu Make in Việt Nam với niềm tự hào lớn nâng tầm mỹ phẩm Việt. Sự khát khao nâng tầm chất lượng và tham vọng dẫn đầu xu hướng là động lực mạnh mẽ giúp Tipicos nỗ lực tiến lên, không ngừng đổi mới đáp ứng sự đa dạng và chất lượng trong thị trường mỹ phẩm ngày nay. Tipicos tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại và quy trình khép kín đạt tiêu chuẩn cGMP ISO 9001. Năm 2023, Tipicos tự hào nhận được giải thưởng thương hiệu mạnh quốc gia, là minh chứng cho những nỗ lực và quyết tâm trong việc thúc đẩy xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực mỹ phẩm tại Việt Nam. Tipicos luôn xác định chất lượng sản phẩm, sức khỏe khách hàng là mục tiêu lớn nhất, là yếu tố và là công cụ cốt lõi để nuôi dưỡng thương hiệu từng bước lớn mạnh. Tất cả nguyên liệu của công ty Tipicos được nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản và cũng có những nguyên liệu thiên nhiên có nguồn gốc tại Việt Nam. Thành phẩm cho ra đời được hậu kiểm, đảm bảo sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng phải tốt và an toàn nhất. Dịch vụ gia công mỹ phẩm của Tipicos không chỉ giúp chúng tôi tối ưu được chi phí mà còn đảm bảo kiểm soát chất lượng của sản phẩm. Các chuyên gia giúp chúng tôi nghiên cứu và tư vấn toàn diện từ khâu lựa chọn nguyên liệu, thành phần sản phẩm cho đến khâu thiết kế mẫu mã, logo, đóng gói, chiết rót sản phẩm. Nhờ đó mà tôi tiết kiệm tối đa được nguồn lực kinh doanh. Luôn dành tâm huyết đặc biệt cho từng sản phẩm, Tipicos tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng với từng yêu cầu và định hình thương hiệu của khách hàng, hướng đến sứ mệnh không chỉ đơn thuần là một đơn vị gia công, mà còn là đối tác tin cậy trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp. Mỗi sản phẩm mà Tipicos sản xuất đều là kết quả của tâm huyết và sự đầu tư cẩn trọng, nghiêm túc của đội ngũ chuyên gia, nhân viên giàu kinh nghiệm. Lần này góp phần thúc đẩy ngành doanh nghiệp mỹ phẩm Việt Nam phát triển nhanh, mạnh và chất lượng với các thương hiệu có uy tín, tên tuổi và vị thế cao trong thị trường. Tipicos, chất lượng là đẹp thương hiệu.